Sáng nay, cuộc đua xe đạp nữ toàn quốc cúp Lộc Trời tiếp tục chặng thứ tư từ Sóc Trăng đi Cà Mau. Các thứ hạng trên bảng tổng sắp có sự so kè nhau rất khích khao giữa các ekip An Giang, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp. Theo đó, thì các huấn luyện viên cũng nỗ lực hết sức để lo cho vận động viên của mình cạnh tranh thành tích với đối thủ. Có thể thấy, làm huấn luyện viên xe đạp cũng vô cùng vất vả. Từ sáng sớm, hai huấn luyện viên đội trẻ Thái Lan rất kỹ lưỡng và chú tâm chuẩn bị chiến mã cho các học trò để bước vào thi đấu. Các anh tỉ mẩn kiểm tra và tháo ráp từng bộ phận thiết bị của xe đua với hy vọng vận động viên sẽ không gặp trục trặc khi thi đấu. Test xe hàng ngày riết rồi cũng thành thục. Khi vận động viên gặp sự cố thì các huấn luyện viên chỉnh sửa hay thay vỏ rất nhanh, tầm khoảng trên dưới 10 giây mà thôi. Điều đó giúp cho các tay đua nhanh chóng theo kịp trở lại với đoàn đua. Môn xe đạp này thì xe đua vô cùng quan trọng. Chính vì vậy mà chúng tôi phải kiểm tra chỉnh sửa kỹ lưỡng hàng ngày. Xe đua không gặp sự cố thì vận động viên mới có thể cạnh tranh thành tích được. Đội trẻ của Thái Lan không đặt mục tiêu cụ thể, nhưng chúng tôi cũng hy vọng các em sẽ thi đấu cống hiến hết mình để tích lũy kinh nghiệm phát triển về sau. Không chỉ kiểm tra sửa chữa xe, huấn luyện viên còn phải chuẩn bị từ thức ăn đến nước uống và các dưỡng chất bổ sung khác cho vận động viên cả trước, trong và sau khi đua. Sau khi đua về, huấn luyện viên còn phải chuẩn bị nhiều thứ để vận động viên ngâm chân, chườm đá cho nhanh hồi phục. Có thể thấy, công việc của huấn luyện viên xe đạp phải đảm đương rất nhiều phần việc vất vả. Ngay chuyện chỉ di chuyển giữa nắng gió cả trăm km hàng ngày thôi cũng đã thấy mệt rồi, vậy mà họ còn phải làm nhiều thứ chuyện khác nhau. Các huấn luyện viên cho biết, vì niềm đam mê đua xe đạp nên vượt qua được hết mọi khó khăn, miễn sao thấy vận động viên của mình chiến thắng ở vạch đích và lên bục nhận thưởng sẽ xua tan hết mệt mỏi. Trở lại với diễn biến chặng 4 từ Sóc Trăng đi Cà Mau dài 114 km. Các tay đua Lộc Trời An Giang đã thi đấu rất tốt ở chặng này, khi Trần Thị Thùy Trang đã cán đích đầu tiên ở cả hai giải thưởng dọc đường ở Bạc Liêu và Cà Mau. Cũng giống như chặng đua hôm qua, những nỗ lực tấn công tấp tớp của các tay đua trẻ đều không thành công. Đoàn đua hình thành một tốp đông tranh đua nước rút ở đích đến thành phố Cà Mau. Và tay đua Trần Thị Thùy Trang của tập đoàn Lộc Trời đã xuất sắc cán đích đầu tiên để đoạt lại chiếc áo xanh của Bùi Thị Quỳnh của Bình Dương. Trong khi Nguyễn Thị Thi và Trần Thị Kim Anh của sổ số kiến thiết Đồng Tháp không may bị té ngã ở 2 km cuối, nhưng Thi vẫn bảo vệ được chiếc áo vàng, còn Kim Anh vẫn nằm trong top 3 hạng đầu cá nhân. Ngày mai, cuộc đua tiếp tục chặng 5 từ Cà Mau đi Rạch Giá, đường dài 113 km.